Đã nhiều năm nay, cây dứa đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cây dứa không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo bền vững mà còn là cây trồng giúp người dân ở địa phương này vươn lên làm giàu, đặc biệt là các hộ dân đầu tư sản xuất lớn. Trên cánh đồng dứa xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, bà con đang khẩn trương thu hoạch dứa chính vụ. Người dân trồng dứa của tỉnh Ninh Bình đang rất phấn khởi bởi những thành quả lao động vất vả, cực nhọc giữa cánh đồng nắng nóng nay đang cho những trái ngọt bội thu. Trên địa bàn xã Quang Sơn tôi có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng hơn 3.000 ha. Trong đó cái diện tích trồng cây dứa thì chiếm khoảng độ trên 2.000 ha, được chia thành hai khối, khối công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và khối kinh tế hợp tác xã nông nghiệp Quang Sỏi. Thì đối với cái khối kinh tế hợp tác xã nông nghiệp Quang Sỏi của chúng tôi ấy, thì tổng duy trì hơn 200 ha đất bà con đang trồng dứa. Trong những năm trở lại đây, cây dứa phát triển ở Quang Sơn Tam Điệp là bà con tập trung phát triển tương đối tốt và cái giá trị mang lại hiệu quả cho người dân cũng thu nhập tương đối cao. Gia đình tôi là có hai mẫu, nó vào khoảng 5 vạn. Đấy, 5 vạn dứa thì như thời điểm như năm nay, thời tiết nó cũng thuận lợi thì nếu mà như bình quân chúng ta tính theo đầu chồi thì nếu mà 5 vạn dứa thì là khoảng 40 tấn. Với cái giá như hiện tại bây giờ 40 tấn thì nhân với giá thời điểm như bây giờ là được 440 triệu. Trên cánh đồng dứa xã Quang Sơn, gia đình ông Đỗ Khắc Hà đang huy động tối đa lực lượng lao động của gia đình kết hợp với thuê thêm lao động tại địa phương khẩn trương thu hoạch dứa để kịp tiến độ giao cho các thương nhân thu mua dứa ra thị trường. Ruộng dứa sau hơn một năm chăm sóc, nay đang cho những quả dứa thơm ngọt, đạt tiêu chuẩn thu hái. Ông Hà cho rằng muốn có những trái dứa đảm bảo chất lượng, bán được giá cao thì việc tuân thủ theo những quy trình kỹ thuật đã được tập huấn là điều rất cần thiết. Để đảm bảo cái quả dứa mà nó đạt được cái tiêu chuẩn để cho người tiêu thụ người ta đáp ứng được cái yêu cầu của người tiêu dùng ấy, những cái phân bón giống rồi đến lúc mà chăm sóc thì chúng ta phải thực hiện đúng theo những cái quy trình theo như khuyến nông của tỉnh cũng như là của thành phố thì cũng có nhiều những cái lớp tập huấn về cho cây dứa, nhất là của nông trường Đồng Giao, người ta đã phối hợp để người ta phối hợp và người ta hướng dẫn cái cách trồng dứa thì mình cũng phải là áp dụng theo một số những cái quy trình của những cái khuyến nông của tỉnh hoặc là của thành phố thì mình cũng phải áp dụng thêm vào. Hàng năm thì đối với hội nông dân chúng tôi phối hợp với trung tâm hướng nghiệp dạy nghề của thành phố cũng như trung tâm về chuyển giao khoa học kỹ thuật của thành phố thì phối hợp mở các lớp tuyên truyền phổ biến về triển khai về khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi và đặc biệt là đi sâu vào cái cây dứa cho bà con. Các cái lớp như là tuyên truyền về cái sử dụng phân bón, các loại phân bón và sử dụng cách bón đúng và sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật nhà nước cho phép và đảm bảo theo cái quy trình. Xã Quang Sơn là xã chủ đạo trồng dứa với diện tích 2.000 ha trong tổng diện tích hơn 3.000 ha của thành phố Tam Điệp. Bình quân mỗi hộ trồng khoảng 1 ha, cá biệt có những hộ trồng hàng chục ha dứa. Bà Phạm Thị Nga, một doanh nhân thu mua dứa cho bà con nhiều năm nay cho biết, hàng năm đều ký kết hợp đồng thu mua với từng hộ sản xuất, gồm các điều khoản quy định rõ ràng về thời gian thu hoạch, điều kiện về chất lượng cũng như ổn định về giá cả cho bà con theo từng thời điểm của thị trường. Tôi thu mua cho bà con là năm nay là 10 năm rồi. Mà bắt đầu mà đi thu mua là dứa phải đạt tiêu chuẩn là già quả ngọt và đạt tiêu chuẩn là dứa sạch. Và khi cái dứa sạch của đã đủ tiêu chuẩn thu mua là không bao giờ có thuốc bảo vệ thực vật, chỉ được chế độ cho phép. Hiện tại ngày hôm nay đang thu mua là giá dứa to đẹp là giá 11 của dân. Để đảm bảo cho bà con mà tin tưởng bán dứa cho mình là phải đúng mua đúng giá thị trường. Với kinh nghiệm gieo trồng, kỹ thuật chăm sóc theo quy định và với những khuyến cáo của chính quyền xã, các ruộng dứa của những hộ gia đình nơi đây đã cho thu hoạch giải đều từng tháng chứ không tập trung vào một vụ, mang đến thu nhập ổn định quanh năm cho bà con. Cái cây dứa trước kia thì nó ra chính vụ tương đối nhiều, nhưng những năm trở lại đây thì từ cái kinh nghiệm thực tiễn của bà con trồng dứa
thì đã áp dụng khống chế làm sao cho cái cây dứa không ra chính vụ nhiều, nó giảm cái tỷ lệ, thì chuyển sang xử lý trái vụ. Thì lúc này xử lý trái vụ là cái giá nó sẽ được nâng lên cao gấp 2, gấp 3 lần. Và bình quân đến bây giờ như vậy là 1 hecta dứa cái sản lượng đạt khoảng từ 50 tấn đến 55 tấn. Có gia đình cá biệt đạt tới 60 tấn trên 1 hecta. Đấy. Thì báo cáo như cái thời tiết năm nay thì tương đối thuận lợi. Cái sản lượng của bà con là tương đối đạt. Vì vậy với giá cả như hiện tại đang là 11, có thời điểm lên tới 13 thì cái thu nhập đáng kể lại cho người nông dân Quang Sơn. Cũng có rất nhiều các cái nhà cao tầng tiền tỷ mọc lên và các cái phương tiện đắt tiền từ thu hoạch từ cây dứa. Trước đây ở địa phương này, bà con chỉ chăm sóc dứa theo kinh nghiệm, mỗi năm chỉ bón phân có một lần. Tuy nhiên, theo những khuyến cáo về chuyên môn, việc tuân thủ đúng quy trình chăm sóc cũng như cân đối dinh dưỡng đúng cách trong từng giai đoạn sẽ đảm bảo đủ các thành phần chung vi lượng trong đất, góp phần nâng cao chất lượng và năng suất cho dứa hàng hóa. Quy trình sử dụng phân bón lâm thao trong chăm sóc dứa hàng hóa. Đối với bón lót, bà con sử dụng từ 200 đến 400 kg phân chuồng hoai mục kết hợp cùng 20 đến 25 kg NPK vi sinh 5, 13 trên một xào Bắc Bộ. Bón thúc giai đoạn 1, từ 2 đến 3 tháng sau khi trồng, bà con sử dụng 20 đến 25 kg NPK vi sinh 12, 5, 10 trên một xào Bắc Bộ. Bón thúc giai đoạn 2, từ 5 đến 6 tháng sau khi trồng, bà con bón từ 20 đến 25 kg NPK vi sinh 12, 5, 10 trên một xào Bắc Bộ. Bón thúc giai đoạn 3, bón để kích ra hoa, bà con sử dụng từ 20 đến 25 kg NPK vi sinh 12, 5, 10 trên một xào Bắc Bộ. Chúng ta sử dụng cái phân NPK 12, 5, 10 vi sinh để bón thúc cho cây dứa, thì để đảm bảo cho cây dứa được tốt và đối với cái chủng Barbadus thì nó sẽ cung cấp thêm được nhiều những cái dinh dưỡng có ở trong đất cho cây trồng, đặc biệt là đối với cây dứa được phát triển tốt hơn. Chúng ta phải bón theo nguyên tắc 4 đúng. Đúng thứ nhất là đúng liều lượng bón. Đúng thứ hai là đúng chủng loại bón. Và đúng thứ ba là đúng cách bón. Và cái đúng thứ tư là đúng thời vụ thời tiết. Trong nhiều năm trở lại đây, với giá dứa ổn định, đặc biệt là việc tuân thủ hợp đồng đã mang đến cho người dân mức thu nhập ổn định khoảng 450 triệu đồng một hecta một vụ. Trừ chi phí, người dân sẽ thu về từ 250 đến 300 triệu đồng một hecta một vụ. Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng dứa để cung ứng nguyên liệu cho các công ty thực phẩm trên địa bàn, giúp nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân.